Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo của bên Vàng Tahi Phạm đã sản xuất xong. Đó là một cái mặt dây sapphire vàng tự nhiên đã qua xử lý. Thì với sapphire vàng điều này chúng ta đều phải qua nhiệt nhá. Và đây là sản phẩm tôi làm cho một anh khách hàng của tôi là anh tên là anh Bính ở trong Nghệ An, và anh Bính đã cùng với tôi là lựa chọn ấy khoảng 5-6 lần rồi, rất nhiều lần những sản phẩm của anh Bính. Và bây giờ đã xử lý xong. Thì đây là cái video mà tôi chọn đá cho anh Bính này, chúng ta hãy cùng xem video này trên YouTube. Đây là video của anh Bính nhá. Thì anh Bính đã lựa chọn là được một cái mặt dây mà tôi cầm từ Sài Gòn về. Đây là những cái viên, đây là viên đá mà tôi chọn anh Bính. Viên đá này có trị giá là 52 triệu, tuy nhiên là tôi đang tính với anh Bính là với giá là 50 triệu nhá. Đây là viên sapphire vàng khá là dày. Rồi, thế còn về sapphire vàng thì đây, đây là thì anh Bính sau khi lựa chọn, đây là một số cái mặt phật khác này. Thì sau khi chúng tôi làm việc với nhau khoảng đến thời điểm này thì cũng lên tới rơi vào tầm khoảng 4-5 tháng rồi. Phải 4-5 tháng đó thì mới hoàn thiện xong cái lôn đơn hàng này. Thì anh Bính lựa chọn cũng tương đối là kỹ càng, và đây là một trong những cái bước mà chúng tôi thấy là khá hợp lý và cái chi tiết rất là cao và đã dùng để sản xuất rồi. Và sau khi đã xong video này chúng tôi chốt với nhau thì đây là cái thông tin và chúng ta đã có bản hoàn thiện ở đây. Đây là cái bản phật, chúng ta hãy cùng xem nhé. Đầu tiên chúng ta hãy xem một số hình ảnh mà được chụp lại từ camera của văn phòng. Thì với cái sản phẩm này thì chúng tôi đang kết nối vào đây là khá nhiều vàng và kim cương, và số tiền mà chúng tôi sản xuất hết trong tổng sản phẩm này là hình như là khoảng gần 70 triệu đấy, 69 triệu, trong đó kim cương là cũng 20 mấy viên đấy. Và khối lượng vàng thì đợi một chút bạn Duẩn bạn sẽ in cho tôi rồi đọc cho anh chị nhé. Và bạn Duẩn đọc cho anh cái thông tin của sản phẩm này. Chúng ta cùng xem tiếp tục sản phẩm nhé. Để có góc sáng khác nhau. Ở trên bức tượng Phật thì cái quan trọng nhất là thần thái anh chị ạ. Và có một số cái vật liệu thì chúng ta sẽ có cái chất liệu nó rất là trong. Thế nên chúng ta nhìn nó sẽ khá là khó và bị xuyên qua. Thì một chút nữa chúng ta hãy cùng xem trên video sẽ nhìn nó kỹ hơn. Tôi sẽ báo sơ bộ cho anh chị về thông tin sản phẩm này nhé. Chúng ta dùng 24 viên 1 ly rưỡi, và đá 1 ly rưỡi chúng tôi đã bán ra với giá là 367.000. Và tổng số tiền chúng ta dành cho kim cương ở đây là 8.8 triệu. Và khối lượng vàng ở đây chúng ta sử dụng hết gần 2 chỉ vàng 18K750. Là một số thông tin thêm cho anh chị. Và tiếp theo chúng ta xem đoạn video xem là chúng ta có cái gì ở trong cái sản phẩm này nhé. Đây, chúng ta có thể thấy trên video ấy thì tượng Phật khối rất là cao và quan trọng là siêu trong. Chúng ta nhìn thấy thật là nhiều chi tiết ở trên sản phẩm này. Và anh chị hình dung là trên camera hoặc trên màn hình vi tính của anh chị thì cái bức tượng này gần bằng bàn tay. Nhưng mà thực tế nó chỉ bằng một ngón tay cái thôi anh chị nhé. Nghĩa độ tinh xảo nó rất là cao, rất là nét, và đằng sau là một con rồng ẩn anh chị ạ, và các quả trâu nó nổi lên. Thế thì cùng với cái thế này chúng ta thông thường chúng ta hay sử dụng bằng vật liệu là ruby. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có một bức sapphire vàng. Và cùng với những bức sapphire vàng này thì chúng tôi cũng có khá nhiều sản phẩm khác mà anh chị có thể tìm kiếm ở trên kênh YouTube. Và một sản phẩm nó rất là tuyệt vời. Thì chúng tôi còn có thông tin về những kiểm định nữa. Thì ở đây tôi sẽ bật kênh YouTube cho anh chị xem. Với cái kênh YouTube này chúng ta sẽ có rất nhiều các loại đá và rất nhiều những cái họa tiết mà anh chị sử dụng được nhé. Chúng ta sử dụng vào kênh Vàng Tahi Phạm này, chọn video này. Ở đây tôi đã mới quay một cái đoạn video khác, anh chị có thể xem trực tiếp ở trên kênh. Vô vàn những cái viên đá giá trị. Đây là những cái mặt Phật này, sản phẩm rất là giá trị dành cho anh chị. Đây, những bức này khoảng 100, khoảng 5.000 đô anh chị ạ.
đều khoảng 5.000 đô, những bức này khoảng 4.000 đô này. Đấy, rất nhiều bức tượng khác, một cái lô hàng rất đặc biệt. Rồi, một lần nữa thì cũng chúc mừng đội ngũ tay game và chúc mừng anh Bính đã hoàn thiện xong cái lô hàng của mình nhé. Và tôi sẽ giao cho anh Bính trong một vài ngày tới, và tôi sẽ tặng anh Bính thêm một cái dây dây dù nữa để cho anh Bính đeo luôn, cũng không cần phải dây vàng đâu. Rồi, xin chào nhé, tạm biệt anh chị, chúc anh chị một ngày làm việc rất vui vẻ, và quan trọng nhất là chúng ta có một tinh thần thật là sảng khoái và tươi vui. Xin chào và tạm biệt anh chị.